Tôi đi mọi người tôi thấy ông Minh Tạo thì ông đang quỳ ngay chỗ cái cầu Rạch Miễu, chả biết đứt tay á. Đấy, Ủa sao ông đi kinh mà ông quỳ, ông đi kinh mà ông quỳ gối rồi anh vừa qua sao? trời. Tôi đi làm về tới nhà rồi tôi thấy ổng là ủa sao Trời chừng người tôi ơi, biết thật á. mốt có thấy nữa anh đứng lại anh lấy điện thoại anh quay giùm em nên gửi qua cho em. Rồi, thường thường tôi thấy người ta đi kinh là người ta đi cái ổng quỳ gối ngay trước cái cầu Rạch Miễu, ngay trước cái cổng trường học, cái cổng trường học á, tôi thấy ổng, ổng đứng mà ổng cười bí mỉm. Cười cười mỉm mỉm nè hả? Em nghe nói là thằng con trai của ông nó phá của dữ lắm luôn, hiện tại giờ ông đi xin để ông trả lại cho nó phá. Thì đó tự tự tạo thì lấy gánh gánh lấy đi, thì sau này thì hả khổ còn hơn gì nữa, tại vì mẹ mẹ chưa chưa cho thiên lôi xuống nã thôi đó, tại cho ông phạm tội một thời gian nữa cái tới thời kỳ thiên lôi nã nó một cái một trời ơi tự mà dương mà trời đã chị nói rồi mà dương nó chiếm mà 80% đó, 80% dân chúng của mình à. Bất ngờ một người hâm mộ gọi điện thoại báo tin là ông thầy Minh Đạo Đồng Tháp hôm nay đã đi khất thực và ông quỳ lại ở dưới chân cầu Rạch Miễu, và một cái cô Phật tử rất là yêu mến thầy Nhuận Đức đã tới nơi tát thẳng vô mặt của ông thầy Minh Đạo Đồng Tháp. Mấy người đó đừng có mượn gì mượn đạo mà tạo đời là tội, cái mạng này là đốt sạch luôn chưa Như đâu. như là mấy người mà lên đồng lên bóng lên cốt rồi là không có rồi chị ha. Trời ơi không có, ta có nhập vô đâu, có điển là đa số điển của thiên ma là nhiều đó nha, thiên ma nó biến thành Phật được mà biến cha trang hoàng được luôn á. Là mấy cái người mà nhập rồi coi này coi kia là những người đó là bị cái dạng như là tu bên bên ma Thiên đạo ma bên thiên ma không, thiên không? ma nó dành như là có cũng có nhiều thằng đệ tử của Phật, con của Phật là con cháu của bà trên xuống xuống đây nó ham tiền nó mê tiền là thiên ma dụ bỏ tiền ra là dụ dính hết trơn, vì làm gì cái thiên ma trơn. Những người mà không có tham tiền đó mới là con tiên cháu Phật mới chân chánh mới được rước kìa, còn mấy người con tiên cháu Phật mà họ mê tiền là bị đốt sạch đó, thiên ma nó dụ sau này đốt hết trơn, sau này mẹ Du Trì Địa Mẫu á, rải một cục một cái chài dính hết trơn ha, dính toàn bộ hết rồi mẹ thăm ra ác là mẹ đốt, thiện thiền luôn biết làm phước làm thiện không có phạm, hoặc là phạm rồi mà biết sửa lỗi như là cưng phạm chín tội phải không, cưng làm phước 10 ha, rồi cái mẹ trừ ra mình còn một điểm tốt nè, mẹ cũng rước mình lên à, trừ ra đó còn một phần mẹ cũng rước mình lên ghê lắm, cái vật chất cái tiền tài này ở trần gian mà hả cưng coi là biết bao nhiêu nhiêu người trúng đặc biệt cuối cùng hả họ khổ còn hơn cái chưa trúng hay chưa, mấy cái thằng đó chị cũng có rồi trong chị cũng cũng nằm đó, khi chị cầu với người ta được mà chị cầu cho chị không được, chị cầu với chị cái mẹ hỏi nè, chư Phật cũng nói luôn cũng cũng nói chị luôn, cho nên chị sợ đó, sợ đó. Nói là con có chắc là con muốn đặc biệt không, con có cần nay lấy cái đặc biệt này không, mẹ sợ chị lấy cái tiền này rồi có chị bỏ đạo đó, vậy đó chị khe thua thì ăn ăn chơi thì cái này cái nọ đó lại hết tiền đó rồi, tiền hết tật mang tội thì đầy đàn, chị hiểu không? Ồ mời yêu cầu cưng không tham đã giống như chị nói là đã tiền bỏ vô vỏ cưng, chị nói thiệt á, mấy ông sư mà tu chưa tới bỏ vô vỏ mấy ổng có trả lại chị mới sợ. Thì như ông Minh Đạo Đồng Tháp đó, chị chửi sư Minh Tệ, chửi sư Minh Đạo Bà Rịa đó, Đúng rồi, ổng ôm đúng bán lương đi xác thực đó. đại tử của thiên ma. Ổng á là nói chung á là ổng ai ổng cũng chỉ trích hết á, ai ổng cũng nói là ổng dạy dỗ rồi này kia, nhưng mà cái bản thân của ổng á là ổng đi lừa gạt thiên hạ, mà ổng Đúng nói rồi. là cái miệng ổng hay lắm, ổng đi ôm mình bác, ổng đi lừa gạt về đem cất nhà cất cửa về, ổng nuôi vợ nuôi con ăn, mà em nghe nói là thằng con trai ông nó phá của dữ lắm luôn, hiện tại giờ ông đi xin để ông trả lại cho nó phá. Thì đó tự tự tạo thì lấy gánh gánh lấy đi, thì sau này thì hả khổ còn hơn gì nữa, tại vì mẹ mẹ chưa chưa cho thiên lôi xuống nã thôi đó, tại cho ông phạm tội một thời gian nữa cái tới thời kỳ thiên lôi nã nó một cái một trời ơi, cứ nói là các chư thần chứ thiên không có hả, bây giờ xuống đây hết trơn rồi, xuống xuống đất giả ra ăn mày cũng có nghe, bởi vì bởi chị nói cái chỗ này chúng sinh nó phạm quá trời nhiều luôn nhưng mà họ không biết phạm chỗ
sao mà họ tưởng là hả, đôi khi là bây giờ chị nói thẳng, bây giờ cưng có số một, tại vì chị nói là cái này là cái số mà người ta mua gian bán lận nha, là cái người hiền là chị không có nói đấy nha, là người hiền ta biết rồi, họ cần nói, họ cúng 1 tỷ không bằng chị cúng 10.000 đó. Yeah. Chị hiểu không? Họ cúng 1 tỷ họ không bằng chị cúng 10.000. Dạ đúng rồi. 1 tỷ này ở đâu họ có vậy? Họ đâu có móc trong túi họ ra đâu, mà phải họ tiền của họ đâu, mà họ mà họ đâu có tiếc đâu, họ lấy ra mà họ che mắt người đời đó, họ cúng, không cúng bằng lấy danh lấy lại lần cho người khác, ừ cái người này cúng nhiều quá trời ha, nhiều công đức thật sự không có miếng, bị phạt thêm nữa. Trời ơi, Phật đâu có cần, Phật với bề trên với chư thần đâu có cần đồng tiền của mình. Trời ơi, người ta cần người ta biến ra rồi người ta có ha. Yeah. Chứ trời ơi, bị phạm tất cả hết luôn. Mình lắm một cái chùa này chúng sanh cúng cho nhiều nè, mình cần tu sửa cái gì mình tu sửa, cần sắm sửa cái gì đó sắm sửa, còn nhiêu đó mình để đó. Rồi gặp chúng sanh mà nghèo khổ đó, mình tích ra cho đệ tử mua gạo mua thuốc hay là cho chiếc bỉnh thêm tiền đó, là cho những người nghèo khổ đó, một cái công đức mình mới tăng lên nha. Dạ. Ừ, trời ơi, chị ngồi một chỗ mà chị trôi sơ là chị đã hiểu trơn, chị nói tất cả sao tới cái màn cuối. Đừng nói ở nước ngoài, ở miền ngoài nó khổ mà mình không có, không phải đâu. Mẹ chờ cuối mẹ gom một cái ầm nổ cái đùng, mai đủ công đức rồi đó hả, nằm trên cái mẻ lửa hay là cái bên cái lò lửa hay là trên cái miệng con cá sấu hay cá mập, nó cũng đưa vô tới bờ nó, tại vì cái người người tu là nó có hồ quang, có được như thằng lậu, nó đâu dám lủng đâu. Dạ. Giữa biển hả, vẫn có cá đưa vô luôn, đưa bờ luôn. Phải hỏi tại sao người ta chết quá trời nhiều mà hả, người sống rất là ít, cái người nào được sống, cái người đã được độ đó, chị không biết. Dạ. Đời quá trời luôn, chị biết rất là nhiều, biết rất là nhiều luôn, nói tới hàng tỷ luôn. Bây giờ cứ hỏi gì chị cũng trả lời cũng được hết trơn. Dạ. Diêm Vương đi rồi, Âm Phủ gì cũng đã đi rồi, là ở trên trên trời chị có đi rồi, nhưng mà đi 1-2 tầng biết trên trời, trên trời nhiều tầng lắm, trên trời bông cũng biết không, bông lực bông nào mới bành đẹp đẹp lắm. Rồi những cái người mà ở miền Bắc á, đi như ông Thiên Minh Đạo Đồng Tháp á, là mượn đạo tạo đời đó, rồi ổng người ta là ở miền Bắc như ông Sư Minh Tệ đó, là ôm đi ta chỉ khất thực là thức ăn một cử thôi, rồi người ta đi về người ta ngồi thiền, người ta tu tập. Còn ông này á là ổng đi khất thực về để ổng lo cho cuộc sống gia đình của ổng, là ổng lo cho vợ cho con ổng á đó, là theo như chị á, là ổng sẽ đi về đâu thì bị đốt chứ đi về đâu, bây giờ không có cơ hội đi về đâu đó. Nhưng mà ổng ổng tu, ổng nói ổng tu, nhưng mà ổng bị đuổi rồi, ổng bị phạm là cái giới nam nữ đó, kêu là dâm dục á. Đúng rồi. Đó, rồi bây giờ là ổng lên trên mạng hiện tại bây giờ á, là lúc trước á là ổng lên ổng chửi phải không, bắt đầu á là anh em tấn công ổng, bây giờ là ổng không dám cho ai quay nữa hết. Nhưng mà giờ ổng mở cái kênh YouTube, ổng lên đó ngồi ổng giảng đạo, thì chị vô chị nghe ổng ngồi giảng đạo, chị nghe là chị nhức đầu luôn á. Nghe là bên như ai là đại tử của Mai Dương á, nó phải nghe đó, nó phải nghe ổng á. Dạ. Còn đại tử phải đâu, đại tử Phật tao nghe là tao biết ổng sao rồi, tao đâu có phái. Dạ. Vậy là ổng đại tử của Mai Dương. Đại tử Mai Dương, mà trời đã chị nói là Mai Dương nó chiếm mà 80% đó, 80% dân chúng của mình à. Dạ. Ừ. Con đã chị nói là con tiên cháu Phật mà hả, còn tham tiền là bắt đầu nó tạo ra tiền của này, nó dụ mà đủ thứ, dụ tài sắc là tiền tài tất cả, rồi cuối cùng bắt đầu là nó cho mình chết một cái là thảm thôi. Yeah. Tới rồi nó bỏ nó chạy, cái nó đâu cứu đâu, nó cứu thằng nó chưa được đó. Yeah. Rồi còn những người như vậy đó có độ ai được không nghe chị? Độ tạm thời, độ cho con cháu Mai Dương á, dụ như là có qua có lại, có bắt con tép mà nhử con tôm đó. À, có nghĩa là ổng chỉ độ được cho những người ta thành ma thôi, chứ mà không có độ được là thành Phật phải không? Đúng rồi. Mấy đệ tử của ma đó là thấy ổng có tiền, làm ra tiền lận mà nó kiểu như nó lợi dụng đó mà. Dạ. Lợi dụng á.
Dạ. Nó lợi dụng ổng, ổng mà ổng còn chưa biết nó lợi dụng ổng. Cuối cùng cái tội thì ổng nhiều hơn nó đó. Ổng là chủ cho nên là cái tội ổng phải gánh nhiều. Không phải chứ mình tại ôm cái bình đát đi nói đó. Có người không biết nói trời ơi mạnh mẽ vậy mà đi xin, không phải đâu. Cái đó là ổng đi là ổng độ cho dân đó, độ cho ma cho dân được luôn. Mình cho ổng là hả, mình ở, ở trên là độ độ cho mình đó nè. Cái mình tốt mà, tại vì thưa minh tại là đại tử của Phật Thích Ca mà, đại tử thuộc luôn đó, tay mặt á. Dạ. Là trong khi đó mình giúp cho ngài hả, cho dù là một nắm rau hay là một bó rau, bất cứ cái gì vô tay mình, trong tay mình và cúng cho thầy đó, là ở trên cũng bảo vệ cho mình nè. Thấy không? Nó thằng thông ở trên, chư thần chư thánh là đều đều theo để bảo vệ cho cái người đã có từ tâm, hiểu không? Dạ. Thôi thôi thôi, cái người thì sẽ để kỹ hơn. Chứ không phải là giống như những người mà hả vô minh mà nói là thầy đi đi xin ăn, đâu đâu phải thầy nghèo. Chứ đình thầy khá giả thì phải thầy nghèo mà đi xin ăn. Cái này là tại đại tử của Phật cho nên là phải làm giống như Phật, là mình đi tới đâu độ tới đó. Có hiểu không? Không phải là đứng nói những người không không biết là mang tội thêm. Không phải thầy đi ăn xin đâu, mà thầy đã tạo cho mình được cái phước đó. Tạo cho mình có cái phước để mà ha, để vượt lên á, hết khổ đó nha. Chứ đâu phải là thầy ăn xin là hả tầm bậy rồi đó. Thì sư Minh Tệ có đức độ thì đi độ được, còn những cái ông tăng hay như là chị nãy chị nói là ông Minh Đạo Đồng Tháp đó, ông chỉ đi là đi gây rối rồi thôi chứ ông độ được cho ai? Đi không có, ông có độ cho được công ty cháu Phật đâu. Ông có độ được cái công ty cháu Phật mà ông cũng phá thêm thôi, nhưng mà ai mà có lòng tin rồi cứ chị nói thẳng gì, có lòng tin giờ cây sắt mà xuống xuống ngay mình có như thằng nở ra liền, không cần né, không cần né. Thương tệ đặt có thần thông rồi đó, nhưng mà tại vì ổng chưa tới thời kỳ để ra, tới thời kỳ ra là ổng chỉ ngồi ổng vẽ bằng cái tay, nhưng mà mình mắt thao mình không thấy nha. Cưng có bệnh là ổng chỉ làm nha, ổng xèo được cũng hết bệnh đó. Hoặc là bưng một cái ly nước lại là ổng cũng vẽ bằng tay, ổng niệm Phật thầm tâm bụng thôi mà phép đã vô ly nước cưng đó. Nhưng mà cái ly nước này với điều kiện đâu phải là tiêu mà có phép thiệt, nhưng mà cái người ác uống nó không có hết, hiểu không? Cái người đủ tâm và lương thiện và đúng như là đại tử của Phật vậy đó, uống mới hết nha. Cho người ác uống không có hết đâu. Chẳng lẽ giờ hả chị ác mà là cưng thiện mà hai chị em mà cùng nhau ngủ đi, mà ổng cho hai ly nước, ông thầy cho hai ly nước, không lẽ cho mình cưng, cho mình cưng thì chị phân biệt sao? Không, cho điều hai ly mà với điều kiện là ly ai hết, ly ai không hết, đúng không? Cưng hiểu không? Đó là cái người này hả, có một ly nước rồi, cưng cũng có ly nước, chị có ly nước, cưng có ly nước, cùng mình đồng thì ông thầy thấy rõ ràng ông thầy cho phép ha, vô hai ly mà tại sao rồi cưng uống hết chịu không hết, tại vì chị làm má cho nên chịu không có hết. Rồi cái thầy là cái bị bán liền, bị bán thầy liền. Nhưng mà cái ở trên ta cũng biết hết trơn. Rồi tự cái người đó tự gì suy nghĩ đi, tại sao cái người này cứ uống hết thì chịu không hết. Tại mình làm chuyện xấu, chuyện ác không à. Cho nên không có hết thì là đúng rồi. Đúng không? Cho nên là cái người này là sau này người ta biết rồi, người ta cũng không dám làm ác nữa. Ta gắng làm thiện. Là mà được trời Phật cứu, thánh thần thiên địa cứu, mình làm tốt mình đi cái đâu cũng được được chư vị cứu, tại mình không có thấy thôi, mình không có thấy thôi chứ đâu. Gà yêu ma quỷ quá cũng biết chỗ nào nhiều hơn nè, chị ngồi thiền chị thấy hết trơn, nhưng mà họ rất là quý chị cũng quý họ nha. Ở đâu chị? Mấy cái nhà quan nè, mấy cái cầu lớn nè, cầu lớn đường nào là ma nó núp vô đó nhiều lắm, bởi nhiều khi đi không xỉn rượu cũng té, té ngon lành luôn, té có khi chết tại chỗ, có khi bị què giò, có khi nó làm cho mình tán da bại sản cũng có. Rồi mấy cái ngã ba ngã tư, cái ngã nhiều chừng nào là người âm nó ở nhiều mấy rồi cưng, bởi cưng đi ra mấy đi ngang mấy cái chỗ đó hoặc mấy cái cầu đó cũng phải niệm Phật, biết không? Phải niệm Phật. Dạ, đúng rồi, những cái cầu nào mà nặng quá phía thì đi ngang nó lạnh, nó rợn rợn người. Nó lạnh mà hả, giống như có người gờ gờ cái lưng mình vậy đó.
Dạ. Mình làm mát là nó đẩy một cái đồng liền nhào đầu. Dạ. Còn nhà quán là sao mà giống ở chỗ chị? Tại vì á, nó ở ngoài mưa gió rồi sấm sét rồi nó sợ lạnh lẽo, nó thấy nhà quan bắt đầu nó rủ nhau một người vô rồi từ từ nó rủ, nó đụng ai nó rủ đó, đồng loại của nó là nó rủ trơn vô à. Nhưng mà có người, cái người mà có đủ công đức á và dư công đức và có thể là phiên nó tu được đó là nó không có phá nha. Nó hiện hình con, nó hiện hình người ta con không có sợ nữa, người ta sẽ phiên giống như chị ha, chị vừa vừa trong giấc ngủ mà chị vừa phiên mà vừa quánh lộn luôn. Chị quánh ông lại rồi chị bay xuống chùa Bắc Thanh với chị mượn hai cây kiếm của ông hộ pháp đó, chị về chị chém nó luôn á, chị phiên không được chị chém luôn. Rồi chị giấc ngủ rồi chị thấy vậy, cũng thấy cái người coi thầy, chị phát coi thầy lắm, mê coi thầy lắm, nhưng mà ít ai coi được chị lắm, mà ai coi được rồi người ta sợ luôn á, người ta không dám lấy tiền chị nữa, chị cho tiền người ta không lấy đó.